Thưa quý vị, liên quan đến dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được trình Quốc hội xem xét, Bộ Công an có đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người lái xe có hành vi vi phạm. Theo Bộ Công an, thì qua nghiên cứu, đánh giá và thực tế cho thấy, việc quy định điểm trừ điểm trên giấy phép lái xe dựa vào dự thảo luật là rất là cần thiết, bởi vì hiện nay tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra khá là phổ biến và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Đồng thời, việc quản lý người lái xe sau khi được sát hạch cấp phép cấp giấy phép lái xe hiện nay đang bị buông lỏng và cơ quan chức năng thì chưa có các biện pháp quản lý phù hợp, nhất là việc quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe. Và để làm rõ hơn về đề xuất này, hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Xin chào ông ạ. Xin chào quý khán giả của Đài Truyền hình VTV. À, vâng rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay và trước khi đến với buổi trao đổi thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả à, xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi sau khi Bộ Công an có đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe. Là thầy dạy lái xe nhiều năm, anh Nguyễn Đình Tài nhận định, đa phần những vụ lái xe gây tai nạn giao thông đều xuất phát từ ý thức người điều khiển phương tiện. Trước đề xuất mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm một năm, vi phạm nhiều lần trừ hết điểm và không còn hiệu lực. Tài xế muốn được cấp giấy phép lái xe mới thì 6 tháng sau sẽ phải học và thi sát hạch lại. Anh cho rằng đây là biện pháp tốt. Cái tỷ lệ tai nạn giao thông cũng giảm rồi nhưng uh, theo uh, xem trên các mạng xã hội vẫn nhiều tài tài xế rất là lái ẩu. Đấy, cho nên là tôi đồng tình với việc trừ điểm của những cái vi phạm giao thông. Nếu mà tính ra thì trừ điểm vẫn hay hơn Dạ nhiên là sẽ ra cao hơn tại mỗi lần phải thi lại bằng nó vừa lâu với lại vừa tốn kém ấy. Theo phương án đề xuất, mỗi giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm một năm. Mức trừ điểm của mỗi lần vi phạm sẽ được quy định cụ thể. Trường hợp giấy phép lái xe còn điểm sau một năm, từ lần trừ điểm gần nhất, lái xe sẽ được phục hồi số điểm ban đầu. À, vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, qua phóng sự trên thì ông đánh giá như thế nào về đề xuất của Bộ Công an liên quan đến việc trừ điểm giấy phép lái xe? Cơ quan chức năng đã đề xuất trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là có cái điều khoản là trừ điểm giấy phép lái xe thì có thể nói rằng là dưới góc độ về chuyên môn góc độ về về các cái chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái vấn đề là cái quan điểm để mà đề xuất ra cái quy định về cấp điểm và trừ điểm giấy phép lái xe nhằm mục đích là răn đe những cái hành vi của một số lái xe và giáo dục lái xe rất là tốt và cái này có tính chất là nhân văn cao hơn các cái giải pháp mà chúng ta đang triển khai thì tôi nghĩ rằng là lái xe hoàn toàn không mất tiền không bị tước giấy phép lái xe nhưng mà cảnh báo cho lái xe biết trước là là cái mức độ vi phạm của lái xe và và cảnh báo cho người ta biết rằng người ta cần phải cố gắng lên để sau này không bị có như mà mất giấy phép lái xe và như thế thì tôi nghĩ rằng cái tính gian đe rất là cao. À, tuy nhiên rằng là ở góc độ về chúng ta triển khai thế nào, cách thức mà mà, mà chúng ta uh, trừ điểm thế nào cho điểm thế nào và soát xét điểm của giấy phép lái xe thế nào thì có lẽ chúng ta cũng nên có cân nhắc thêm về cái cách thức ví dụ như là uh, triển khai cái công tác mà uh, cấp điểm cũng như là, là trừ điểm giấy phép lái xe của Trung Quốc. Thì tôi thấy rằng là ví dụ Trung Quốc bây giờ uh, một uh, người lái xe mới được uh, cấp giấy phép lái xe thì người ta cấp cho cái người lái xe đó là 12 điểm. 12 điểm nhưng mà sau một năm tức là kể từ ngày bắt đầu lái xe đó được cấp 12 điểm thì nếu như lái xe đó mà vẫn còn điểm trừ điểm các cái lỗi đi rồi vẫn còn điểm trong cái hệ thống dữ liệu thì người ta lại cấp lại cho cái người đó 12 điểm mới đấy và như vậy cái chu kỳ để mà kiểm soát về điểm giấy phép lái xe của Trung Quốc đang là 12 tháng 12 tháng người ta kiểm tra là chu kỳ vậy thì những cái lái xe nào mà bị hết điểm trừ hết điểm ở trong trong cái chu kỳ đó thì đều bị tước giấy phép lái xe, đều bị hủy giấy phép lái xe và những người đó phải thi lại, phải sát hành lại, phải qua một cái công tác kiểm tra về trật tự an toàn giao thông có thể do công an hoặc các ngành chức năng để tổ chức mà, mà, huấn luyện thì tôi nghĩ rằng đây là cái mà chúng ta cần phải học tập. Cái thứ hai là đối với những cái lái xe hiện nay đang đang lái xe thì chúng ta nên cung cấp cho họ 12 điểm và cái ngày cấp thì tôi nghĩ rằng là đối với Việt Nam chúng ta nên cấp đúng cái ngày mà cái cái luật trật tự an toàn giao thông để có hiệu lực. Thế sau đó thì sau một năm chúng ta lại kiểm soát lại và như thế thì sẽ tốt hơn. Đấy. Dạ vâng ạ. Bộ công an cho biết là sau khi nghiên cứu và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia và nhà khoa học cũng như là tham khảo ở kinh nghiệm quốc tế thì việc trừ điểm giấy phép lái xe là một hình thức xử lý vi phạm hành chính. Quan điểm của ông như thế nào ạ? thực ra mà nói thì cái việc mà trừ điểm giấy phép lái xe là một cái giải pháp quản lý nhà nước hành chính nhà nước đấy để có tính chất là răn đe để mà giáo dục các lái xe đấy chứ không phải là hình thức xử phạt đấy không phải xử phạt và như vậy thì có thể nói rằng đây là cái giải pháp mà có tính nhân văn có thể nói rằng là cao hơn các giải pháp mà chúng ta áp dụng, các nước khác người ta ví dụ như là Đức hay một số nước châu Âu hay là bên Trung Quốc người ta vẫn có thể tiến hành đồng thời cả vấn đề là phạt tiền, cả vấn đề là trừ điểm giấy phép lái xe, cả vấn đề và giữ giấy phép lái xe. Nhưng mà khi đó cái, cái 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 gọi là cái mức độ để mà giam giữ giấy phép lái xe có thể bị bị giảm đi và như vậy thì sẽ coi là cái, cái 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 chúng ta có thể là các lái xe có cơ hội để phục vụ xã hội được nhiều hơn. Dạ một số ý kiến khác lại cho rằng nếu cơ quan quản lý nhà nước có hình thức là trừ điểm thì cũng nên cần tính đến cộng điểm để biểu dương cũng như là nhân rộng hành vi ý thức của người chấp hành tốt. Theo ông thì có cần thiết hay không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái việc mà biểu dương các cái cá nhân hoặc là các cái tổ chức v.v. mà có nhiều nhiều cá nhân mà lại chấp hành tốt pháp luật trật tự an toàn giao thông tức là cái điểm người ta cả năm người ta không bị trừ mấy thế thì như thế là cái mà thành tích rất là tốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì chúng ta nên biểu dương thậm chí có thể tổ chức coi như khen thưởng nhưng mà chúng ta không nên khen thưởng bằng điểm mà khen thưởng bằng hiện vật bằng tiền hoặc bằng các cái giải pháp khác vâng nhiều ý kiến cũng cho rằng trước đây có quy định là bấm lỗ vào giấy phép lái xe. Theo đó là nếu bị bấm lỗ 3 lần thì giấy phép lái xe sẽ hết giá trị sử dụng. Tài xế thì phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp giấy phép lái xe mới. Tuy nhiên sau 4 năm thực hiện thì quy định này đã bị bãi bỏ. À, theo ông thì việc trừ điểm giấy phép lái xe liệu có khả thi hơn là quy định bấm lỗ trước đây hay không ạ? À, cái việc trừ điểm giấy phép lái xe chắc chắn là khả thi hơn nhiều. Bởi vì cái này đã các nước người ta đã triển khai rồi và chúng ta coi như học tập thôi đấy cái thứ nhất là là như thế và thứ hai là chúng ta phải so sánh hai cái giải pháp là bấm lỗ với lại giải pháp về trừ điểm giấy phép xe là, là, nhiều người cứ nghĩ là coi giống nhau nhưng mà thực ra khác nhau hoàn toàn bởi vì thứ nhất là anh bấm lỗ thì số lỗ ít quá có ba lỗ thì đã bị hủy giấy phép lái xe rồi trong đó chúng ta trừ 12 điểm đến là cái thứ nhất cái thứ hai là sau một năm thì những người mà có bị trừ điểm thì lại được phục hồi điểm đấy sau một năm nếu mà chấp hành tốt thì lại được phục hồi 12 điểm mới còn cái lỗ có ba lỗ chúng ta bấm hết thì thì có bao giờ phục hồi đến lỗ đâu và như vậy thì cái cách mà triển khai bấm lỗ nó không khả thi và như vậy thì chính vì thế mà phải cái cái quy định phải bãi bỏ tức là ý tưởng thì tốt nhưng mà thực ra khi thực thi vào trong cuộc sống nó không hợp lý. Thế còn bây giờ chúng ta có một cái kỷ nguyên là kỷ nguyên kỷ nguyên về công nghệ số, chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp các cái dữ liệu vào trong hệ thống và vấn đề trừ điểm giấy phép lái xe, rồi vấn đề xử lý vi phạm của lái xe, vân vân, đều chúng ta có thể tích hợp vào hệ thống ví dụ căn cước công dân và các cái dữ liệu của công an. thì tôi nghĩ rằng là cái này mà chúng ta có thể triển khai rất là khả thi vâng à, theo ông thì việc quy định trừ điểm bằng lái xe có tác động gì tới doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải ạ tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta áp dụng cái giải pháp này thì các cái doanh nghiệp uh, kinh doanh vận tải rất là có cái lợi cái lợi thứ nhất thì là uh, các cái lái xe sẽ là chấp hành tốt hơn và cái vi phạm ít hơn rồi là những cái tai nạn sẽ ít hơn doanh nghiệp ít phải 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 xử lý và can thiệp và đền bù vào những cái tai nạn mà mà lớn mà do các cái lái xe gây ra đấy tôi nghĩ rằng là đây là cái mà 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 các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trong cái thời gian tới mà hơn nữa thì các cái lái xe có ý thức cao hơn thì các cái doanh nghiệp quản lý người ta cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều thì tôi nghĩ rằng là đứng về góc độ về các doanh nghiệp vận tải sẽ được lợi rất nhiều khi mà cái quy định này ban hành ra vâng à, thưa ông thì việc trừ điểm giấy phép lái xe hay là xử lý vi phạm xét cho cùng thì cũng là xử lý phần ngọn vậy thì à, uh... Khi mà vi phạm xảy ra thì để giải quyết gốc rễ của vấn đề thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Tôi nghĩ rằng là cái ý kiến đấy tôi cũng không tán thành hoàn toàn. Bởi vì thế này này, nếu mà chúng ta phạt thì đôi khi cũng là cái ngọn, nhưng mà chúng ta trừ điểm giấy phép lái xe thì nó vừa là ngọn vừa là gốc. Bởi vì chúng ta trừ điểm giấy phép lái xe là tham gia vào cái công tác là gì? Giáo dục con người cơ mà. Mà giáo dục con người nó là gốc, nó là gốc. Vậy thì nếu giáo dục mà không có cái giải pháp để mà thực hiện cái trừ điểm giấy phép lái xe này thì cái giáo dục nó kém hiệu quả thế thì khi mà chúng ta trừ điểm giấy phép lái xe thì công tác giáo dục các cái lái xe chấp hành pháp luật tốt lên và như thế thì đây cũng là tham gia vào cái công tác là tạo dựng cái phần gốc trong vấn đề mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vâng, à, vậy thì việc quy định trừ điểm bằng lái xe có tác động gì tới những cơ quan quản lý nhà nước ạ? tôi nghĩ rằng là nếu mà nói là thực hiện cái công tác trừ điểm giấy phép lái xe thì có cơ quan quản lý nhà nước sẽ có rất nhiều phải có rất nhiều huy động rất nhiều cái, 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 cái lực lượng để tham gia bởi vì thứ nhất là phải đầu tư cho cái hệ thống để có thể theo dõi giám sát các cái hành vi này đấy chúng ta phải đầu tư ra chúng ta phải quy định xem là cái cái cái, cái, cái lỗi nào thì chúng ta mới mới trừ điểm chứ không phải tất cả các lỗi phải trừ điểm và trừ bao nhiêu Ví dụ như bây giờ các nước bây giờ thông thường những người mà uống rượu say đến mức mà mềm đi không kiểm soát hành vi là người ta trừ một lúc là 12 điểm. Tức là gì người đó bị loại ngay, giấy phép lái xe bị hủy ngay. Hay là chạy quá tốc độ đầu quãng chừng trên 50 cây số một giờ. Đấy, tùy theo các nước người ta quy định. Mà bây giờ người ta quy định trong trong thành phố mà chạy độ 60 cây số một giờ mà anh chạy 110 cây số một giờ là giấy phép lái xe đã bị trừ 12 điểm đấy tức là hành vi nặng như thế. Nhưng mà nếu mà chạy quá tốc độ độ 2 30 cây số một giờ thì người ta trừ một điểm thôi. Đấy tức là cái việc mà cơ quan nhà nước bây giờ phải nghiên cứu rất tỉ mỉ để chúng ta đưa ra cái khung các công việc, các cái hành vi nào thì mới phải trừ điểm và cái hành vi đó phải trừ bao nhiêu. Thế tôi nghĩ rằng đây là cái mà mà rất là, là, là khó đối với cơ quan của nước nhà nước làm thế nào để đảm bảo mấy cái tính như thế này. Thứ nhất là phải đảm bảo tính răn đe đối với cái cái, cái công việc đó. Cái thứ hai là phải có tính giáo dục phải có cái tính gọi là nhân văn và cuối cùng là phải có tính khả thi. Thế thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta ban hành quy định mà không 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 đáp ứng được những yêu cầu đó thì có thể nói rằng quy định chúng ta sẽ là rất khó triển khai một cách hiệu quả. Vâng, à, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Khương Kim Tạo, à, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã cung cấp cho khán giả rất là nhiều những thông tin hữu ích. Qua đây thì cũng để cơ quan nhà nước cân nhắc thêm. À, vâng, thưa quý vị khán giả, ý kiến về đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe vẫn đang được lấy ý kiến và sớm trình Quốc hội trong thời gian tới. Và trước khi kết thúc phần tọa đàm thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một số ý kiến về nội dung này. Nhiều ý kiến cho rằng để quy định đi vào cuộc sống thì cần công khai minh bạch điểm trừ đối với mỗi lỗi vi phạm và cần ứng dụng công nghệ thông tin. Cái đó phải được tích hợp vào trong công nghệ. Và từ đó công nghệ sẽ tự động giảm trừ các cái 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 điểm thang điểm ở trong cái giấy phép lái xe. Nếu mà làm như này thì phải nỗ lực rất lớn của ngành công an đấy. Bộ công an cũng phải vừa là nâng cấp cái cơ sở hạ tầng của mình về 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 công nghệ thông tin, vừa phải có những cán bộ rồi là mình vừa là quản lý nó ở các cái cấp, các ngành.